Thưa quý vị, tiếp nối tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đội ngũ 52 y bác sĩ Bệnh viện 199 Bộ Công an đóng tại thành phố Đà Nẵng đã sẵn sàng chờ lệnh lên đường chi viện cho Bắc Giang. Với họ, đó không chỉ là trách nhiệm của người chiến sĩ khoác lên mình hai màu áo mà còn là nghĩa tình đồng bào. Đội ngũ chi viện của Bệnh viện 199 trong đợt này gồm 15 bác sĩ, 30 điều dưỡng và 7 nhân viên kỹ thuật. Phần lớn đều là các y bác sĩ trẻ có kinh nghiệm chuyên môn vững vàng. Trước đó, Bệnh viện 199 đã tổ chức tập huấn hướng dẫn phác đồ điều trị, chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 và hướng dẫn các biện pháp phòng hộ cá nhân, kiểm soát nhiễm khuẩn trong khu cách ly. Chương trình tập huấn này để cho bác sĩ và y tá cùng chủ động điều trị và chăm sóc người bệnh COVID. Bên cạnh đó thì cái đội ngũ mà xung phong tham gia điều trị chăm sóc người bệnh COVID ở Bắc Giang đợt này thì đã được tiêm phòng mũi 1 về vaccine để phòng ngừa COVID. Đấy là cái mà chủ động. Nếu mà thời gian cho phép thì chúng tôi sẽ tiến hành tiêm mũi 2 cho lực lượng cán bộ tham gia chống dịch đợt này. Đến bây giờ thì mình cũng đã chuẩn bị về gia đình thì cũng tương đối rồi. Còn công việc thì mình cũng đã từng tham gia chống dịch cũng một vài đợt rồi. Nên mình rất là tâm lý, rất là sẵn sàng. Nếu như mà khi nào là bệnh viện, theo tiếng gọi của bệnh viện nói lên đường thì mình sẵn sàng đi lên đường cùng bạn bè ra Bắc Giang thôi. Được biết, trong đợt này, đoàn công tác gần 200 y bác sĩ của các bệnh viện trực thuộc Bộ Công an sẽ cùng lên đường chi viện Bắc Giang. Mọi công tác chuẩn bị về nhân lực và tinh thần của cán bộ chiến sĩ Bệnh viện 199 đã sẵn sàng chờ lệnh lên đường với một quyết tâm. Bắc Giang sẽ sớm dập được dịch, Việt Nam sẽ đẩy lùi COVID-19.